Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam đã đột nhiên bị khóa tài khoản tạm thời và yêu cầu phải đổi mật khẩu mới có thể đăng nhập trở lại. Dù không gây ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng Facebook, song yêu cầu này đã gây nên những phiền phức và ít nhiều làm người dùng hoang mang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng, thì đây có thể chỉ là một hình thức tăng cường bảo mật của mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Chị Hà Thị Hồng Loan đang tạo một tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Giống như đa phần người dùng Facebook hiện nay tại Việt Nam, chị Loan không dùng đăng ký tài khoản bằng tên, email, số điện thoại hoặc số chứng minh nhân dân thật, bởi chị cho rằng sẽ không an toàn nếu tiết lộ các thông tin này. Khi tạo tài khoản trên Facebook thì mình không muốn khai thông tin thật của mình. Mình có cảm giác như là không an toàn lắm nên chỉ khai một số thông tin giả. Tạo tài khoản trên đấy và cũng có một cái tên gì đấy cho nó ấn tượng để bạn bè tìm thấy, cảm giác được một tí tính cách của mình trong đấy. Với lại không chỉ có Facebook mà các tài khoản mạng xã hội khác thì mình cũng không khai thông tin thật của mình. Theo quy định của Facebook, người dùng phải khai báo thông tin thật như tên tuổi, số điện thoại. Tuy nhiên, là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng thuộc công ty BKAV cũng cho rằng người dùng Facebook sẽ có thể gặp rủi ro nếu quá thật thà khai báo những thông tin cá nhân quan trọng. Xét về cái khía cạnh mà đảm bảo an ninh thông tin, chúng ta có thể là dùng những cái điện thoại và những cái địa chỉ email không phải là cái địa chỉ email chính thức trong cái công việc của chúng ta để chúng ta đăng ký. Trên thực tế, khá nhiều người khi bị mất tài khoản Facebook đã bị mất luôn tiền trong ngân hàng. Điều này xảy ra là vì hacker biết không ít người dùng Việt Nam thường có thói quen sử dụng một password chung cho nhiều tài khoản khác nhau như Facebook, email, thậm chí là tài khoản ngân hàng. Trước động thái bất ngờ của Facebook khi yêu cầu hàng loạt người dùng phải thay đổi mật khẩu mới có thể đăng nhập, khá nhiều người dùng tại Việt Nam đã lo lắng bị mất tài khoản, thậm chí thông tin cá nhân. Tuy nhiên, đại diện BKAV cho rằng rất có thể Facebook đang muốn loại bỏ nguy cơ người dùng bị lừa đăng nhập vào Facebook thông qua các trang web giả mạo. Tôi đã tiến hành xác minh và một số cái trường hợp qua xác minh thì thấy là những cái trường hợp này thì người sử dụng thì đã từng đăng nhập qua những cái trang web thứ ba. Thì trang web thứ ba ở đây thì trong trường hợp này thì Facebook là sẽ nghi ngờ là những cái trang web là giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản của người sử dụng. Và với mục đích là bảo vệ cho người sử dụng thì Facebook là yêu cầu người sử dụng là khi mà đăng nhập vào sử dụng dịch vụ là tiến hành đổi mật khẩu. Vô tình đăng nhập vào mạng xã hội qua một trang web trung gian, tải ứng dụng bị nhiễm mã độc là những nguyên nhân chính dẫn đến thiết bị của bạn bị nhiễm mã độc, dẫn đến thông tin về tài khoản bị chiếm đoạt hoặc bị khóa. Bởi vậy, khi muốn đăng nhập vào bất kỳ mạng xã hội nào hoặc download một ứng dụng nào, bạn đều cần phải vào trang web gốc.